Blackpink tan rã, YG dọn đường cho gà mới lên thế chỗ, liệu có làm nên chuyện trong tương lai? Mặc dù YG vẫn chưa xác nhận về việc gia hạn hợp đồng của Blackpink, song giá cổ phiếu của YG những ngày gần đây liên tục rớt đài. Để giải cứu tương lai cho công ty, YG được cho là đang dồn lực cho màn ra mắt của nhóm nữ mới. Trước tình hình hợp đồng rối ren của Blackpink, YG hiện là công ty giải trí được dân tình quan tâm nhất. Nguy cơ các thành viên nhóm nhạc nữ toàn cầu không tái ký khiến dư luận lo ngại cho hoạt động của YG trong tương lai. Theo đó, giá cổ phiếu của YG đã lao dốc đáng kể, giảm hơn 15% chỉ trong một ngày giao dịch. Dữ liệu từ sàn giao dịch Hàn Quốc ngày 21 tháng 9 cho thấy, giá cổ phiếu của YG Entertainment đã giảm xuống 69.200 won, tức 51,59 USD mỗi cổ phiếu, mức giảm mạnh 13,28% so với ngày hôm trước khi giá cổ phiếu là 79.800 won, tức 59,5 USD mỗi cổ phiếu. Điều này đã xóa sạch khoảng 100 triệu USD vốn hóa thị trường của YG chỉ trong một ngày. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong gần 5 tháng, khi giá cổ phiếu dao động quanh mức 66.700 won, tức 49,73 USD trên mỗi cổ phiếu vào đầu tháng 5. Giữa lúc này, YG Entertainment được cho là đang tập trung vào thời điểm ra mắt Baby Monster. Đây sẽ là nhóm nhạc nữ được YG ra mắt sau Blackpink khoảng 7 năm. Nhóm gồm 7 thành viên đa quốc tịch đến từ Hàn Quốc, Aheon, Haram, Laura, Thái Lan, Parita, Chiquita và Nhật Bản, Luka, Asa. Được giới thiệu có kỹ năng hát, nhảy, rap và ngoại hình bắt mắt. Trước thời điểm ra mắt chính thức, số lượng người đăng ký YouTube của nhóm đã vượt qua con số 3 triệu. MV Pre-Debut Dream đạt hơn 50 triệu lượt xem chỉ sau 3 tháng. Bài hát gói gọn hành trình hướng tới ước mơ và khởi đầu mới của Baby Monster. Theo thống kê tháng 6 của YG, nội dung kênh YouTube của nhóm đã tích lũy được hơn 500 triệu lượt xem. Điều này phản ánh sự kỳ vọng cao của người hâm mộ âm nhạc toàn cầu dành cho em gái Blackpink. Thế nhưng, truyền thông Hàn vừa qua đã đưa ra cập nhật mới nhất về dự án nhóm nhạc nữ Baby Monster, làm khán giả không khỏi lo lắng. Cụ thể, báo chí xứ Củ Sâm cho biết YG lại hoãn lịch debut cho Baby Monster. Trước đó, nhóm được dự đoán sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9 năm nay. Lý do được đưa ra là để nâng cao độ hoàn thiện cho sản phẩm. Dự án debut nhóm em gái Blackpink được thực hiện dưới sự chỉ đạo của cựu chủ tịch YG, Jang Hyun-suk. Được biết, Baby Monster sẽ phát hành ca khúc debut thuộc thể loại hip-hop mạnh mẽ và các thành viên YG Family đang dồn hết tâm huyết vào quá trình sáng tác bài hát cho nhóm. Nhóm nữ mới được tiết lộ lần đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, thu hút sự chú ý từ đông đảo fan K-pop. Khác với 2NE1, hay Blackpink làm nên chuyện cùng phong cách Girl Crush và đội hình hoàn hảo 4 thành viên, Baby Monster được công bố với profile của 7 thực tập sinh. Trong suốt 5 tháng đầu năm nay, YG liên tục tung video tập luyện, giới thiệu gà mới và thực hiện cả vòng lại, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Ngày 12 tháng 5, đội hình chính thức của Baby Monster được quyết định, bao gồm 7 cô gái trong độ tuổi rất trẻ, từ 13 đến 20. Kể từ thời điểm đó, chưa có thêm thông tin nào về dự án debut nhóm. Nhiều người cho rằng YG đã để lộ các tân binh nữ quá lâu, không tận dụng được sức nóng để tạo nên màn debut bùng nổ. Bên cạnh đó, việc debut kế cận thành công toàn cầu Blackpink chắc chắn khiến Baby Monster gặp không ít áp lực. Fan phần nào hiểu được lý do YG muốn chuẩn bị ra sản phẩm ra mắt cho nhóm mới thật kỹ càng. Với màu nhạc hip-hop đặc trưng và vẫn tiếp tục được đảm nhận bởi Teddy cùng đội ngũ The Black Label, nhiều người lo ngại nhóm nữ mới sẽ khó thoát được cái bóng của đàn chị. Theo Star News, để YG đạt được sự tăng trưởng bền vững, việc gia hạn hợp đồng với Blackpink là điều cần thiết, nhưng sự thành công của thế hệ tiếp theo, Baby Monster mới là điều quan trọng. YG đã chứng tỏ khả năng của mình trong việc phát hiện và đào tạo ra những thần tượng K-pop tài năng đạt được thành công toàn cầu với Big Bang, 2NE1 và Blackpink. Vẫn còn phải xem liệu Baby Monster, nhóm nhạc đã nhận được sự kỳ vọng cao từ người hâm mộ âm nhạc ngay từ trước khi ra mắt, có trở thành ngôi sao K-pop toàn cầu, chịu trách nhiệm cho tương lai của YG hay không. Tờ Star News viết.